sở hữu căn biệt thự rộng lớn cùng phòng đồ hiệu lúc nào cũng trong trạng thái trật kín, thế nên chẳng trách Ngọc Trinh thường xuyên khiến dân tình phải lắc đầu ngán ngẩm vì những khoảnh khắc bừa bộn. Thậm chí trên sóng livestream, Vũ Khắc Tiệt còn bóc phốt nữ hoàng nội y ở dơ hơn cả mình. Theo đó, khi thực hiện thử thách kể hai tật xấu của đối phương, Ngọc Trinh không ngần ngại tố ông trùm Venus ở dơ tuy nhiên, ngay lập tức Vũ Khắc Tiệp liền phản đêm bằng câu nói, khi người ta ở dơ người ta sẽ nói người khác ở dơ. Anh nói thật khi nào qua nhà Trinh cũng thấy bẩn hơn nhà anh rất nhiều lần. Clip, Ngọc Trinh bóc Vũ Khắc Tiệp ở bẩn, ai dè bị ông trùng Venus phản bác lại ngay. Letty nhiều lần chứng kiến Ngọc Trinh ở bừa bộn, để đồ hiệu la liệt. Check in trong phòng ngủ Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp để lộ bạn thân mang đôi dép đen ngòm, thậm chí còn đặt luôn lên giường ngủ màu trắng. Dù thường xuyên bị Netiren và bạn bè soi dấu hiệu ở bẩn nhưng Ngọc Trinh vẫn rất thoải mái. Ảnh: sưu tầm